Chào các bạn, thì hôm nay chúng tôi đang ở tay của khách hàng để đo về liên quan đến cái chất lượng điện năng cũng như sóng hài. Thì nhân đây chúng tôi sẽ nói về vấn đề liên quan đến chuẩn an toàn về điện. Thì chẳng hạn trên tay ở đây anh Dũng ở mua nhà máy giờ tại địa bàn Đồng Nai, thì cầm thiết bị là Phước 4 Bao Lâm máy chu đo chất lượng điện năng. Thì trên thiết bị đo nó sẽ có một cái chuẩn an toàn, nó ghi chẳng hạn đây chúng ta sẽ thấy cái chuẩn an toàn của nó. Lên nét ghi quân bỏ đâu luôn. Nhờ anh lại giới thiệu này luôn. Rồi tụi nó không có nét ta, nó không có nét rồi, chủ an toàn đúng rồi, trên máy ghi sẽ là cách 3, cách 4. Cách 3 đây ghi là 1000V, cách 4 là 600V. Thì thế nào là chủ an toàn về điện? Chủ an toàn về điện nó chia theo thông IEC 6010-1 phiên bản số 2. Thì họ quy định cách 1 là những cái điện trong máy tính nè. Máy photocopy đụng vào TTT thôi. Còn cách 2 là điện một pha 220V trong nhà indoor. Cách 3 là điện 3 pha 360V đến 400V trong phạm vi nhà máy. Từ cách 1, 2, 3 đều là phạm vi dùng trong indoor. Đối với những thiết bị mà có cách 4 là phạm vi ngoài trời, outdoor. Thì đối với các thiết bị mà có ghi là 3 và 4 thì chúng ta được dùng trong phạm vi indoor và outdoor. Kế đến thì trên đây có cầm một cái máy trên thị trường của cái đây là cái dòng Kirosu 2017. Thì chúng ta sẽ thấy cái chuẩn an toàn về điện họ chỉ ghi là cách 2 và cách 3. Thì theo tôi vừa giải thích theo thông tư theo cái chuẩn IEC 6010-1 phiên bản số 2 á, thì cách 2 đó là và cách 3 chúng ta được dùng trong phạm vi indoor thôi. Thì nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều về các anh em kỹ thuật liên quan ngành điện đang dùng sai thiết bị, đó dùng cả thiết bị này để đo phạm vi ngoài trời outdoor. Thì trong trường hợp đó mà lỡ tai nạn điện xảy ra, chẳng hạn cái máy biến thế ở đây mà nó có chọc điện nó nổ vân vân, thì những dòng điện nó phải giọt lên khoảng 8.000 đến 10.000V. Thì đối với những cái máy này nó sẽ là giật chết người liền. Trong khi cái máy Flood chuẩn an toàn về điện nó đến là cách 3.000V, cách 4-600V nó chịu được xung áp lên khoảng đến 8.000V, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng ta và phạm vi dùng là indoor và outdoor. Thì khi chúng ta sử dụng thiết bị, chúng ta cố gắng quan tâm đến các chuẩn an toàn về điện, nó đều được ghi trên các thiết bị. Flood ngoài ra là không phải tự ghi mà đều có những cái chuẩn an toàn của CE nằm đây. Ngoài ra nó còn của hãng US Patton Plus A CE, chuẩn quốc tế nằm ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mong rằng các bạn, hy vọng các bạn chọn được các thiết bị đo phù hợp cái chuẩn an toàn về điện. Cảm ơn.